Như vậy là bây giờ đi hái rau cải lần hai chỉ cần hấp có 10 phút à là xong rồi. Đi thôi. Các bạn có nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gà gáy, những cái âm thanh của thiên nhiên á, thích các bạn ha. Như vậy là trong cái vườn bắp á, bà con mình trồng xen lẫn, nào là cải xanh, nào là đậu, rồi nào là bí ngô, đúng không em? Vâng ạ. Ừ, bà con tranh thủ trồng xen những cái thứ đó để mà có ăn. Rồi cái dây đậu á thì cho bò ăn, cái trái thì trái đậu thì thu hoạch, còn cái dây thì cho bò, không bỏ gì hết. Mình trồng sao kịp mình ăn hả chứ? Thì rau này cũng lớn nhanh nha mẹ. Vậy hả? Vâng. Nhanh lớn lắm hả? Lớn nhanh lắm. Ở đây thì khí hậu giống như Đà Lạt vậy các bạn. Nhưng mà chỉ có điều là lượng mưa rất là ít thôi. Và đất đai thì cũng rất là ít luôn. Là thế. Chị thấy người ta ở ngoài người ta hái luôn cả cái dây là sao em? Dây là khi mà mình cái hạt này già thì mình mới có thể hái cả dây được. Cái hạt Và vàng người ta để làm giống hay là để người ta làm cái gì? vừa hái cả cái cây cái dây để làm giống vừa được cái dây để cho bò. Ừ. Còn hiện tại mình chưa già nên mình chỉ là xào thôi, xào bây giờ thôi. Mình thấy hạt nó không có già mấy thôi. Đây là một trái quá trời luôn. Khi mà cái mảnh đất này mình không trồng ngô thì mình trồng gì hả chứ? Lúc mà thu hoạch ngô xong thì cứ để như vậy thôi. Rồi mình lấy rau đâu mình ăn? Thì mình chỉ dành một cái vườn nào đó để trồng một cái ít rau để đủ ăn thôi, còn lại các thứ là vấn đề để cỏ mọc lên. Vậy lúc đó mình có trồng cây đậu cô ve này không? Lúc đó không trồng nữa. Chỉ trồng rau cải xanh Như thôi rau hả? cải xanh ạ. Vậy thì bữa ăn là chỉ có cải xanh thôi sao? Vâng ạ, lúc đó là cải xanh thôi. Thế tại sao mình không trồng đậu? Vì lúc đấy mùa đấy đậu trồng đào nó cũng không tốt. À. Nên mình không trồng nữa. Vậy không lẽ 9 tháng ăn rau rồi được 3 tháng được ăn đậu ha? Vâng ạ. Thiệt hả? Thiệt mà. Trời ơi! Vậy là bà bán phở hơi bị may mắn đó ha. Do về trường thật rất là may mắn đấy, xong là đây muộn tí nữa là xong rồi. Lúc đây đừng ăn rau cải chua nữa, vì là lúc đấy có thêm rau cải chua. À, cải muối chua đúng không? Cải bẹ Vâng. xanh muối chua đúng không? Vâng. Cái đó món nó ngon á, nhưng mà cái món đó chị thấy ngon không phải là ăn không, mà là ăn nấu với lại lần đầu tiên chị biết đến là nấu với lại cá, nấu canh chua á. Trời, nó ngon muốn chết luôn. Đúng rồi. Sau khi mình về mới dùng cái thời gian này có cho sắp tí rồi mới vừa cho sợi vừa vô mà thì nhớ vừa ai chạy đi vô cho nó sắp tí chưa trả hết rồi thế lâu được thì ô bụt chứ chẳng chưa chẳng chạy ô chứ cứ ai làm tới gặp được cậu đấy này tám chạy à dù ô
tay phủ trọ lo phủ trọ là một tao ít rất nhiều. Đây là siêu đầu bếp vàng ly chứ ngụ tại Đồng Văn, Hà Giang, số điện thoại là không nhớ. Anh vàng ly chứ này á, có rất là nhiều người muốn muốn làm dâu xứ Đồng Văn nha anh vàng ly chứ. Anh vàng mi chứ nấu ăn giỏi như thế này thì chắc là ngàn đơn xin chết đây. Đây là tất nhiên đơn giản nè. Mà quan trọng là cô gái nào chịu ăn mì miếng về rau với quanh năm suốt tháng ha, anh vàng mi chứ ha. Đó là điều kiện đầu tiên. Làm rau nhà em không cần tưới rau. Bây giờ anh chứ sau khi đi dọc anh Diêu là đã có thêm một chiêu để tán gái, đó là về làm dâu nhà anh là không cần phải tưới rau. Đó, mới kìa. Nước đâu mà tưới, trên đây nước khan hiếm lắm các bạn ơi, nước và đất và bất cứ thứ gì, củi nữa, củi cũng khan hiếm cực kỳ luôn á. Các bạn biết không, đã nói là hả, cái xứ sở khan hiếm đất và nước mà, cho nên là làm gì mà có cái cây để mà trồng để mà làm củi làm gỗ đâu. Cây lương thực để duy trì cuộc sống con người đã khó rồi, cho nên lúc mà mới tới đây bà Bán Phở ngạc nhiên lắm, hỏi chứ là ủa cái cây này giống cái cây cỏ voi quá vậy mà sao treo cho khô. Lúc đó bà Bán Phở cứ nghĩ là để làm khô, giống như rơm khô vậy đó, để cho trâu bò ăn vào mùa lạnh. Nhưng mà không phải, đó là để làm gì, để hỏi vàng mi chứ lại cho các bạn nghe nha. Cái cây cỏ voi á là phơi khô để ngay trước nhà để làm gì em? À, cây cỏ voi kia thì mình lấy lá cho bò xong mình sạc cái thân cây để về phơi khô xong làm củi đun nấu nướng. Đó. Đó, các bạn nghe chưa? Ủa mà sao cây cỏ voi mà cũng khan hiếm em? Sao mình lúc mình trồng á một vụ của ngô thôi, rồi còn lại thì nó rỗng đất á. Rồi sao mình không trồng cỏ voi để mà mình có cái để là cái rễ của cái cây cỏ voi là nó rất là nhiều. Nên là nó sẽ có thể là bị làm hỏng cái mảnh đất mà mình đang trồng ngô. Khi nào mình chỉ cho nó mọc cỏ bình thường thôi. Khi nào mình bắt đầu là bước vào năm mới trồng ngô thì mình bắt đầu đi làm nương để nhổ cỏ các thứ. À, như vậy là mình không trồng nhưng mà mình cũng phải dưỡng đất để mình trồng mùa sau đúng không? Đúng rồi. Mình dưỡng đất, tại vì ở đây người ta đâu có, bà con ở đây sống thuận tự nhiên thôi các bạn. Là đâu có phân bón rồi, thực ra không có tiền nữa mà mua phân bón, không có nước rồi nữa. Cho nên là nếu mà trồng cỏ voi á là coi như là hư cái mảnh đất đó, đúng không em? Đúng rồi. Ừ. Đó, cho nên là ở đây á, cái gì cũng khan hiếm hết á. Cái gì cũng hiếm hết rồi. Ừ. Nó mất chưa? Rồi, ok, đây rồi. Đó, đúng rồi. Miền miếng là chỉ vậy thôi đó các bạn. Là bà con người Hờ Mông thường là chỉ ăn miền miếng với lại rau như thế này. Đây là một cái món rất là thường xuyên hàng ngày luôn á. Đúng không chứ Hà Giang? Ừ. Chứ có ăn cơm không?
Em thì ăn cơm gạo không ăn, cơm ngô không ăn hết. Cái nào nhiều hơn em? Nói chung là bằng nhau. Vậy nếu mà bà con mỗi lần mà đi đồng á thì bà con lựa chọn giữa cơm hay là miền mén? Nếu như mà đi đồng hay đi làng bất cứ công việc gì thì thường thường bà con chỉ là chọn là miền mén. Ủa tại sao vậy? Vì là cái hạt mềm mén nó là hạt rất là nhỏ như này mà trong quá trình mình ăn nó cũng ăn quen nó cũng ngon và nó sẽ cho mình kia no là nó sẽ no rất là lâu. À, và no lâu hơn? No lâu hơn là cơm gạo, vì cơm gạo hạt rất là to. Và hay quá ha. Cảm ơn em. Nếu mà vào mùa không có đậu là chỉ có tô canh với lại cái mềm mén này thôi. Vâng. Đúng không? Vâng, rau rau mình có thể xào. À, lấy một miếng ra xào. Vâng. À, thì chỉ có cải thôi. Vâng. Cải hai món, món canh và món xào. Đúng rồi. Miền mén là không thể thiếu món canh này. Miền mén là thiếu là không ăn được. Tại vì nó hơi khô. Đúng rồi. Cho nên là phải có món canh này. Đây. Em bé ăn thì chỉ cần che miếng nước vô về rồi em bé ăn. Em bé còn thích nữa chứ. Lạ đúng rồi. Đây 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 mềm mềm. Vô một vài ba. Vô. Lần đầu được đi ăn mềm mềm đây các bạn ơi. Khô quá là mình phải dùng tay. Nó hơi khô. Đúng rồi. Nguyên đã dùng cơm này là phải có canh. Ừ, vậy ha. Cái món mềm mén này bắt buộc phải có canh ha. Đúng rồi. Nó rất thơm mà bóp, nhưng mà nó thiếu độ dẻo. Vậy là do cái giống bóp này nó không có dẻo hay sao em? Chỉ như vậy. À. Các bạn biết không? Chỉ là ăn với lại rau như thế này thôi. Ăn ăn quanh năm vậy luôn á hả chứ? Ăn quanh năm vậy. Không ngán hả em? Không. Bây giờ bảo mấy già đòi ăn cơm bằng tan. Nhưng mà cũng bằng với rau thôi. Vâng. Mà nguyên đã ăn cơm mềm mén là phải có canh. Chị nghĩ món dù là ngon mấy đi nữa thì cũng phải ngán khi mà ăn mỗi ngày. Nhưng mà sao người dân có thể ăn mỗi ngày chị ăn thì đang ăn mới lần đầu chị cảm thấy thú vị và ngon, nhưng mà chưa chắc ngày mai chị có thể ngày mốt thì có thể ăn 3 ngày liên tiếp được. Đúng rồi, chưa ăn quen rồi. Như em có thể chăn canh được. Khô quá thì chăn canh. Rất là thiên nhiên ha. Là coi như là bà con tự cung tự cấp luôn, cứ bắt mô tự trồng cứ để nó ăn dần, rồi rau cải thì cứ trồng rồi ra vườn hái vô ăn. Đúng rồi. Không có nhu cầu đi chợ ha? Đi chợ thì chỉ khi mà mình cần mua một thứ gì đó quan trọng thì mình ra chợ, bà con làm. Có khi là một năm có người cũng đi chợ một lần. Nhưng mà sao chị thấy ở ngoài chợ người ta bán như một con heo đó 1,2 triệu, một con trâu tức 30-40 triệu, vậy tiền đó bà con mua? À, bà con phải tiếp tục mấy năm trời mới mua một con rồi. Đúng không? Bà bán phở đã no cái bụng rồi đó các bạn, và cũng ưng cái bụng luôn, bởi vì cái món mèn mén á, nó khá là thơm ngon, nó không khó ăn như là bà bán phở nghĩ, nó cũng có một cái hương vị riêng của nó, vị ngọt tự nhiên của bắp, cái màu vàng cũng là ngọt ngào tự nhiên của bắp luôn. Bây giờ thì bà bán phở đã hiểu là tại sao mà người Hờ Mông có thể ăn cái món mèn mén đó quanh năm suốt tháng. Chỉ có một điều là bà bán phở không hiểu được, đó là làm sao họ có thể ăn mèn mén với rau thôi, rau và rau thôi, mà đặc biệt là phải có canh, tại cái mèn mén nó hơi khô một xíu, mà cả em bé cũng rất là thích ăn, chỉ cần chan canh vào là em bé ăn.
Đó là một cái điều mà bà bán phở khó hiểu thôi. Bởi vì đơn giản á, là khi một một cái món dùng nó có cao lương mỹ vị nó ngon như thế nào đi nữa, mà chúng ta ăn mỗi ngày chúng ta đều ngán đúng không? Mà người Hồng Mông thì lại là có thể ăn cái nó quanh năm. Đó là một cái điều mà bà bán phở chưa có câu trả lời thôi. Còn nếu mà để được ăn mèn mén á, để ăn thử và ăn một vài lần á, thì món ăn nó rất là thú vị, rất là ngon và rất là dễ ăn. Chúng ta có dịp thì hãy thử các bạn nha. Và như vậy thì đến đây bà bán phở cũng xin tạm kết thúc cái video về mèn mén các bạn nha. Các bạn hãy tiếp tục xem những video tiếp theo của bà bán phở về khám phá Hà Giang. Tạm biệt các bạn nha.